Ok các bạn, chúng ta bắt đầu tiếp tục với lại trận 25, bảng 25 chương 1. Ok. Ôi, Headshot đã gặp một đối tượng rất nhanh, xử lý ngay. Đối tượng khủng bố là tiêu diệt ngay. Nó gọi là khủng bố là phải tiêu diệt ngay. Headshot. Ô. Headshot. Đối tượng khủng bố là phải tiêu diệt ngay, không là không nguy hiểm đến tính mạng. Một mình đấu với lại 31 tên khủng bố nên là cần phải rất nhanh và cẩn trọng. Vừa bắn vừa rút lui phòng thủ. Tâm xuyên chạy nhanh không có bắn. Trời ơi, mất máu rồi, mất máu rồi. AK 47 quá đông. Headshot. Ui, tấn rất đông. Headshot. Mười hai. Ô. Ra đây ăn máu, ôi trời ơi, không còn máu để mà ăn nữa. Ôi. Còn 6 tên nữa. Ok, tiếp theo là level 26. Một chương thì chúng ta sẽ có 40 level. Và đã giết được một tên. Và chúng ta tổng game của chúng ta sẽ có 4 chương. Mình liếc qua thì nó có 4 chương. 4 chương và mỗi chương 40 đi vào là tổng cộng chúng ta có 160 đi vào. Tông ra được rồi, dắt rồi. Ăn được khẩu AK. Headshot. Ok, làm khẩu súng ngắn. Bắn ở đâu? Chứ địch đâu nhỉ? Nó được không? Cơ huyền bên kia cay.
Đây rồi. Đã thấy. Ngay đây. Đã xong. Ăn thêm đạn. Ba tên thay súng. Bọn bố bi ra đen này. IS này. IS và bi ra đen này. Tiêu diệt hết luôn. Và không có máu. Hiện tại bây giờ mình thấy không có máu để chúng ta ăn nữa rồi. Không cung cấp máu cho mình nữa. Dạ, thằng móc lốp đằng sau à? Tên đây à? Đó. Biết ngay mà. Vã từ trên vã xuống luôn. Chết luôn. Chết luôn. Nó đâu xuất hiện. Ồ, hết đạn. Ồ, đồng thế. Còn một tên nữa rồi. Đây chăng. Quá đơn giản. Ok, watch câu. Ta đến với bảng 27. Một mình phải tiêu diệt 33 tên khủng bố. Ok. Trong khi là cơ thực tế chiến đấu bên ngoài, chúng ta không thể bắn một phát đánh phát đánh trúng được. Còn phải bắn rất nhiều đạn đánh trúng. Nếu như các bạn xem những video chiến đấu của quân nhân Ukraine và Nga thì các bạn sẽ thấy đạn được xả ra rất là nhiều. Đấy. Chúng ta không phải thực hiện một phát mới giết được một tên địch ngay mà phải bắn rất nhiều. Rất nhiều. Ok. Chúng ta vẫn chưa mua súng mới tại vì mình muốn để dành nhiều hơn phải thật sự. Giá là 245.000, 248.000 đô. Ok. Chúng ta có thể dùng súng một kẻ đi. Dùng súng một kẻ đi. Vẫn là ok. Mình vẫn chưa bị mất máu. Trong điều kiện chiến đấu ngoài thực tế thì rất khó để có thể có một chiến binh bỏ đi như thế này. Một mình đối đầu với ba mươi mấy tên khủng bố mà không bị thương. Đấy. Tôi có thể là siêu nhân thôi. Siêu nhân. Siêu nhân thôi. Bảng này mình thấy là địch bên địch bắn nhất kém. Nếu mà bắn giỏi thì không thể nào mà bắn được chết nhiều như này. Như tình huống vừa rồi thì hai tên đằng sau rõ ràng có thể giết mình ngay khi mình có thể tấn công rồi, nhưng mà đây nó
nó chỉ chạy thôi chứ nó không bắn mình đấy. Mà như thế thì mình mới sơ suất được như này chứ không thì mình đã cẩn thận hơn. Kết thúc.